Chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tonight Tell Your Life. Chương trình được phát trên kênh YouTube channel và fanpage của CTV. Mỹ Duyên xin được cảm ơn công ty Hợp Nhất America chuyên chuyển hàng hóa về Việt Nam và từ Việt Nam qua lại Mỹ đã đồng hành cùng với chương trình. Và chương trình chúng tôi xoay quanh về cuộc sống của người Việt Nam tại Mỹ. Và Mỹ Duyên xin được mời tất cả quý vị chúng ta đi trò chuyện với một khách mời, một nhân vật có sức ảnh hưởng và được cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại rất yêu mến, anh Jason Nguyễn. Xin chào anh. Dạ. Xin mời anh giới thiệu một chút xíu về bản thân cho mình cho khán giả được biết ạ. À, mình tên là Jason Nguyễn. Năm nay cũng 40 rồi. Công việc hiện tại của mình đó là làm về medical billing, bên bảo hiểm y tế đó. Rồi cái đó là công việc chính. Nhưng mà sau khi mà công việc chính thì mình có một cái nghề riêng nữa, đó là Zumba. Là afterward thôi. Là nhưng mà cái đó là cái nghề là giống như là cái passion của mình đó. Cho nên là rất là thích. Vậy là hiện tại bây giờ anh đang làm hai job. Hai job. Ok, như vậy là cái công việc đó là cái công việc của mình khi mình qua Mỹ. Như vậy thì trước đây á, ở Việt Nam á, là anh làm nghề gì và tại sao lại chọn nước Mỹ? Để nói chút xíu về hồi xưa ha. thì hồi xưa thì sau khi mà đi học 12 xong thì cũng đi lên học đại học với giống như các bạn thôi, cũng lên Sài Gòn. Và học xong lớp 12, học xong đại học xong thì đi ra và đi làm. Thì cái công việc hồi xưa học là bên công nghệ thông tin, bên máy tính. Nhưng mà tới hồi đi ra làm là một cái việc cũng vui lắm, đi phiên dịch. Đóng liên quan diễn ảnh vậy. Đi coi phiên dịch thì nói chung là cũng chuyện nó tới thôi. Thì cái tự nhiên thấy người ta cần cái mình cũng apply vô rồi xong đi phỏng vấn, cái cũng đậu. Tại vì hồi xưa cũng học tí xíu tiếng Hàn á, cái ông đó là ông cần, rồi cái mình apply vô rồi thì, nhưng mà đi vô thì không nói tiếng Hàn nhiều, nói tiếng ông nói tiếng Mỹ, xong rồi mình dịch qua tiếng Việt cho những người công nhân quan trọng biết cho nó. Rồi và đi làm cũng chừng cũng 8-9 tháng rồi đó. Rồi bắt đầu là hồi xưa đi du học. Tại vì hồi xưa thì học cũng giỏi thì không giỏi, nhưng mà thì học cũng được thôi. Rồi có gì á, mà dì có hỏi là ồ mày muốn đi học nữa không? Thì cái cũng còn trẻ mà, cũng thử coi như thế nào. Rồi cái mình làm hồ sơ. Rồi cũng đầu óc thì cũng vui lắm. Ơ kệ cứ làm đi, được cũng được thôi. Thì được thì mình vẫn đi làm bình thường. Chứ hồi xưa cái thời mình mới ra trường lúc đó làm là sướng lắm, cũng mấy trăm đồng một tháng là cũng ngon lành, chúng ta cũng ngon lành đúng không? Thì thôi kệ, mình cứ làm cái, nếu mà đi được thì được, không được thì thôi. Rồi cái mình làm đơn đi du học, rồi phỏng vấn cũng chót lọt. Rồi cũng đi thôi. Vậy số mình cũng hên quá ha. Kiểu như là không nghĩ sao là được hết trơn, anh rốt cuộc nó cũng được. Có những người ta không suy nghĩ là người ta đi được, người ta lại đi được. Thì đúng rồi. Còn có những người phải đấu tranh đủ thứ hết mà vẫn không đi được. Nhưng đó. Mà em vẫn có một chút xíu thắc mắc là tại vì những cái người mà du học sinh thường thường người ta cũng sẽ chọn những cái như cũng có thể du học nước Anh, nước Úc, mà tại sao mình phải là chọn nước Mỹ? Đơn giản là tại vì dì ở bên đây. Có dì bên đây. Xong rồi dì hỏi ok muốn đi không, thì muốn đi thì mày đi học tiếp đi, rồi nó ôi nhưng mà con không có tiền. con không có tiền. Nó ok cái năm đầu tiên thì tao thấy tao cho mày mượn á, mày mượn học đi rồi từ từ để tao lo mày được nhiêu thì hay nhiêu. Rồi cái đấy nghĩ là chắc cũng được thôi, kệ năm đầu tiên qua chắc cũng mình mượn đi, rồi sắc bất sang bàn cũng nằm đi rồi coi mình có làm được gì hay không. Rồi coi như là được hỗ trợ rồi đó, cho nên thôi đi vậy thôi. Chứ mà đi qua mấy chỗ khác thì đâu có tiền đâu đi. Đó. Cho nên là rồi thì thôi làm. Rồi như vậy là cũng thôi. Một phần là do người dì có cái sự hỗ trợ cho mình cho nên mình mới dám đi. Như là bên này chỉ có một mình dì thôi hả? Hiện tại là anh ở Mỹ với ai? Ở Việt Nam mình còn ai không? Việt Nam thì gia đình ở bên Việt Nam. Gia đình ở Việt Nam hết, chỉ có một mình anh bên này thôi. Bên đây thôi. Một mình bên đây thì sao chịu nổi trời? Không, thì lăn lộn riết rồi quen rồi. Nghe hả? Tại những cái năm đầu tiên là cái năm nói chung là ai mà ở bên đây qua đây rồi thì biết hết trơn rồi. Thì mình từ từ mình ra đời từ từ cái tự nhiên cái mình tự lập nó quen. Thì là nó quen rồi cái xong rồi thì tự lập quen rồi tự nhiên cái thích sống mình luôn. Dạ. Như vậy là từ ngày qua Mỹ tới bây giờ là hiện tại anh được qua Mỹ được bao nhiêu năm rồi? 15, 16 năm. 15, 16 năm. Nhớ như in luôn là cái ngày đi qua bên đây là tháng 5, ngày 9, tại năm 2005. Và bên đây là ngay cái mùa giống như summer.
qua 15, 16 năm là một cái con số nó cũng rất là lâu đó. Em mới qua được có 5 năm thôi mà nhiều lúc em thấy mình có quá nhiều thứ mà anh 15, 16 năm trải qua rất là nhiều thứ rồi. Thì cái cảm giác lần đầu tiên á, mà mình đặt chân tới đất Mỹ của anh là như thế nào? Ồ, trời. Giống như là ở bên bển đó, cái lời mình nghĩ là ồ bên đây chắc trời, bước xuống sân bay rồi thấy nó huy hoàng, nó lộng lẫy, nó dễ sợ lắm không? Giống như mình coi phim, ở bển thời đó mình chỉ có coi phim rồi thấy qua bên mấy cái báo chí thì rồi cái ô mấy cái tòa nhà cao rồi dễ sợ lắm. Cái mình cứ nghĩ ồ đi qua bên đây cái nhìn cũng thấy được mấy cảnh đó. Rồi xuống sân bay ở sân lót nè, thì xuống thì ok cũng thấy nhìn thấy cũng thì ở bên bển sân bay mình nhỏ xíu à. Yeah. Mình xuống đây thấy ồ cũng thấy cũng bự lắm chứ, cũng sợ bước ra cũng đâu biết ai ai. Bữa đó đi á là đi vô mà mắc cười lắm, vì đi tới trễ nữa rồi bước quơ quán không biết sao hết trơn. Ủa đâu mất tiêu rồi mà không có điện thoại thì mình phải tới cái chỗ điện thoại mà để đó cho mình gọi, không biết gọi luôn. Không biết gọi bấm làm sao mà phải bỏ thẻ bỏ đồ vô mới gọi được chứ. Cái đứng rồi cả tiếng đồng hồ đó, đứng cả tiếng đồng hồ đó xong rồi, nhưng mà chút xíu ra cũng gặp. Mới qua Mỹ chút xíu thôi là mình đã loạn choạng về cái văn hóa rồi phải không? Đúng rồi. Ở Việt Nam mình như cũng gọi điện nhưng mà cũng gọi điện kiểu khác. Ở bên Mỹ em thì em hơn anh chút xíu, nhưng mà anh nói là cái lúc mà đó là ở sân bay, tại em chưa có gọi điện ở sân bay bao giờ. Em của em cũng hơi hay lúa nè, anh kể cho em nghe. Cái lúc mà mình gọi điện ở Mỹ đó là mình tới sân bay là mình phải bỏ thẻ hả? Nó giải bằng cái đồng khôi á. Cái đồng đó. Mà đâu biết đâu, có tiền đâu mà không biết đổi, phải đi vòng đi kiếm rồi mà mắc cười lắm, nhìn cái cầu quơ quán giống như hai lúa lên trên Sài Gòn á. Cái thì đi vòng chút xíu thì chút cũng cả tiếng đồng hồ á, cái gì tới thì khỏi gọi luôn, cũng gặp luôn. Nhưng mà cũng cầu xà quần ngoài đó cũng một tiếng đồng hồ á, rồi cái gặp rồi lên xe đi về. Ô ra ngoài sân bay rồi lên phi quay rồi hai nhìn cũng ngập. Ô trời. Phi quay nó chồng lên vậy nè. Cái em nhìn nó, ô trời ơi nhìn ghê lắm. Lúc đó ban ngày hay ban đêm? Ban ngày, ban bữa trưa. Về khoảng 3-4 giờ trưa đó, 3-4 giờ chiều á. Cái nhìn nó, ô trời ơi nhìn wow, bên Việt Nam nó có phi quay đâu. Nhìn cứ wow hết, cái này wow cái kia, cái từ cái gần cái xuống dưới. Mà sao? Anh nói, đó rồi, ủa cảnh thấy cũng dưới quê vậy ta. Cảnh dưới quê vậy ta à? Nhưng mà cái thời đó cũng đường khá, nó không có gọi là đông dữ lắm. Dạ cũng ok. Rồi tại vì ở dưới đây cho nên là xuống về đây thì cái cảnh nó cũng bình yên, nó không có cái kiểu mà đông đúc giống như trên thành thị như là LA hay là New York rồi đó. Như vậy là lần đầu tiên anh đặt chân tới Mỹ là đi ở đâu cho tới thời điểm hiện tại? Thì đầu tiên tới thì ở nhà gì đâu khoảng chừng thì về học cũng hai mùa xong rồi bắt đầu đi. Đi làm để mà vừa đi làm vừa được kiếm tiền để mà lấy cái tiền đó đi đóng tiền đi học. Vì không cản. Không cản đó mày muốn để cho mày đi. Muốn để cho mày đi. Rồi đi đó. Đi lên Bắc Cali. Đi lên Bắc Cali. Lên Bắc Cali là đi làm thì đi làm lấy cái tiền đó đóng tiền đi học. Cái thời đó là coi như là ui cha, thành tú con trâu thiệt á. Hình như em đa số là em nói chuyện với ai ai cũng anh chị cô chú nào qua đây cũng kêu là mình đổi thành tuổi trâu hết trơn. Qua đây là anh làm nhiều việc lắm hả, sao mà nói là đổi tuổi trâu? Thì ai mà qua đây lâu rồi thì cũng biết hết trơn rồi, là không biết là nghề nào hình như cũng có làm hết trơn rồi. Thì đi lên trển thực ra lúc trước là mình đi du học mà, thì mình đâu có giấy tờ gì đâu. Hành trình trên tay của mình á, cái hành trình trên tay của mình khi mà mình đem từ Việt Nam qua là mình gồm có những gì? Đem theo đồ mấy đứa bạn nó cho. Mấy cái vật mấy nó cho đem theo, đại khái mấy cái thiệp, mấy cái món quà nhỏ nhỏ rồi lúc mà tại mình đi mình chia tay với bạn bè đó. Rồi xong rồi nó cho rồi. Có chia tay yêu không? Lúc đó chưa có yêu. Xong rồi cái cũng đóng sách vở này ở kia rồi đồ, mấy đồ đem theo. Ấy bây giờ cũng còn giữ nữa. Em nói anh hơn là lúc đó chưa có người yêu, đi đỡ bệnh rịnh, chứ có nhiều đứa rồi thôi nó không đi du học ở nhà với người yêu luôn chắc đó. Vậy mà lúc nếu mà không có vậy chắc giờ chắc cũng không có gọi là gì đổi đời. Rồi thôi để mình quay trở lại cái chút kia chút xíu ha. Thì lên trên trển thì mình cũng đi học rồi đi làm, mà nhưng mà là làm nhiều học luôn á. Tại vì là ở phía Bắc Cali đúng không? Bắc Cali á, thì lên trển thì mình cũng đi học, buổi sáng đi học thì trước khi buổi sáng là bắt đầu khoảng chừng 1-2 giờ là bắt đầu mình đi giao báo cho tới 6 giờ sáng á, về cái 8:30 đi học xong chưa khoảng 2-3 giờ trưa chiều á, về là cái chạy tuốt ra ngoài nhà hàng làm.
Ngày mày làm xong tới chiều tối, tới tối đó về. Về là chỉ có kịp ăn tí xíu qua lò rồi cái mình làm tí bài tập cái đi ngủ. Ngủ xong cái 1-2 giờ là thức dậy đi tiếp. Nhưng mà cái mùa đó lên trên trển là như mùa đông á. Mưa riết à. Và bên trên trển nó lạnh á. Mưa rồi cứ tối dầm mưa rồi xong rồi cái lại đi rồi mưa. Bệnh riết. Mùa ở mình ở Việt Nam mình có gọi là đồ sông á, xình sông á. Ôi ngày nào cũng sông hết trơn. Vậy sông à? Sông rồi sông sông cái, cái tối cái khuya đi cái dầm tiếp rồi cái đi cứ như vậy đó. Vẫn giữ cái văn hóa của Việt Nam. Chứ thật ra bây giờ đâu có biết làm cái gì ngoài đó đâu. Là cứ sông thôi, sông mà cũng vui lắm. Không có đồ sông cứ bỏ dầu xanh vô mà sông thôi. Em được biết á là mấy bạn du học sinh á qua đây khi mà đi làm là cái thứ nhất là bị ép bỏ rồi cũng bị ăn hiếp này nọ kia đó, thì trong cái thời gian mà anh làm du học sinh á, khi mà anh qua anh đi làm thì anh có gặp cái khó khăn gì không? Thì mình cũng không gọi là không có ngoại lệ, cũng bị luôn, cũng vậy thôi. Thì mình đi làm thì dĩ nhiên là mình không có giấy tờ cho nên là người ta sẽ ép mình thôi. Ví dụ như cái lương giờ đó là ví dụ như 5-6 đồng vậy đó, thì người ta trả mình 3-4 đồng thôi, kiểu vậy đó. Nhưng mà mình nói thôi, mình không có sự lựa chọn, mình phải chịu thôi. Lúc đó anh làm hai chó rồi? Nhiều lắm á. Gọi là tùm lum tùm la, ai kêu làm gì làm đó. Nhưng mà tính theo exactly đúng vậy luôn á. Là đúng là coi như làm bên nhà hàng với lại đi giao báo. Thì hai cái đó mới đủ cái tiền cho mình đi học. Nhưng mà em thấy nếu mà anh làm nhiều quá như vậy thì thời gian đâu mà anh học ta? Trời ơi, gọi là không có thời gian ngủ chứ. Học thì làm hết mấy cái homework này nọ kia mà lăn đùng ra ngủ rồi đó. Ngủ là chắc không biết gì hết trơn, cái vài tiếng đồng hồ xong cái nghe đồng hồ dậy cái phải đi dậy tiếp vậy thôi, coi như là thiếu ngủ trầm trọng luôn. Ngủ cái ngày có mấy tiếng đồng hồ. Rồi như vậy anh qua đây một mình như vậy thì những lúc mà cái thời gian mà mình buồn bã nhất như vậy, rồi những thời gian mà khó khăn nhất đó, thì mình phải làm gì để vượt qua được cái thật ra là, gọi là không biết làm sao, gọi là không, thường thường nếu mà như vậy thì thường thường chắc là mình dễ bị depressed, bị stress loại này nói trầm cảm này đó. Nhưng mà chắc tại nhiều khi cũng suy nghĩ tích cực tí xíu á, cho nên là tại chứ đi làm đi ở bên Việt Nam thì thật ra cái thời của Jason á là nếu mà ra đi làm vậy thì cũng gọi là sướng á. Nhưng mà tự nhiên cái mình qua bên đây á, cái tự nhiên không có cái gì hết trơn á, coi như là mình phải làm lại ngay từ đầu hết á. Xe cũng không có, điện thoại cũng không có, không có cái gì hết trơn á. Mà muốn liên lạc muốn gì cũng khó lắm. Cái thời hồi xưa mà muốn gọi về Việt Nam phải mua bằng thẻ á, mà cũng sợ tốn tiền. Tại vì một cái là 5 đồng mà gọi có 20 phút à, mà gọi về đâu có nói được cái gì đâu. Cho nên là nhiều thứ lắm. Tối nhiều khi nằm ngủ mà cứ trời mưa đó, mưa tí tách ở bên ngoài, mới nằm ngay cái cửa sổ mới nhìn ra. Trời đất ơi, cầm cái vé máy bay chắc đi về quá, kiểu vậy á. Nhưng mà thì thôi cũng xong mà, cứ ngày qua ngày thì cũng xong thôi, chứ không có chứ buồn đó. Nhưng mà cái kiểu không có thời gian để buồn nhiều, không có thời gian, để buồn nhiều mà chứ. Buồn cũng không biết chia sẻ buồn với không ai, biết chia sẻ với ai hết, nhưng mà không có thời gian để buồn nhiều, cho nên nó cứ qua vậy thôi. Rồi từ từ cái tự nhiên cái có lẽ là như vậy, cho nên nó làm cho mình mạnh mẽ hơn là vậy. Như vậy thì người nhà của mình ở bên Việt Nam đó, là như ba mẹ của mình có biết được cái hoàn cảnh của mình như vậy bên hoàn nào? Toàn không biết. Tại vì Jason đâu có nói. Tại sao không nói? Tại gọi về có 20 phút thôi. Nói được cái gì đây mà bây giờ nếu mà có nói đi nữa đó là tốn tiền. Cũng không tốn tiền mà ở bên bển cũng không làm được gì. Không làm được gì mà mất công là lại lo nữa. Mà lo mà không làm được gì rồi nhiều khi bệnh rồi đủ thứ trò hết trơn, là mình cũng không làm được gì luôn. Cho nên là không nói tốt hơn. Mãi sau này mà xong xuôi hết rồi, bắt đầu thời gian nó thoải mái, công việc nó thoải mái, bắt đầu liên lạc nói chuyện với mấy người bạn bình thường xưa giờ mình cũng có nói chuyện đó. Rồi bắt đầu tụi nó nói ấy, sao xưa tới giờ tao không có nghe mày tâm sự nói cái gì chứ. Cái nó thì thật ra lúc đó là tao cũng không có muốn nói. Rồi thời gian nó cũng không có cho phép tao nói nhiều, lại tao cũng đâu có thời gian đâu nói. Bây giờ tao rảnh bây giờ tao mới nói nè. Thì khi mà nói chuyện với tụi nó lại đó thì tụi nó ở nhà dưới quê rồi nọ kia, lâu lâu nó về cái nó đi ra nó gặp mẹ rồi cái nó kể cho mẹ nghe. Trời ơi khóc quá trời. Anh hình như thời đó hình như theo được biết hình như là gọi V247 vậy. Thì đúng rồi, cái thời đó là giống như mua thẻ rồi mua xong. Thẻ nó có nhiều loại thẻ lắm, thì kiếm cái nào nó có nhiều phút gọi vậy thôi. Chứ anh nó nghĩ sao mua cái thẻ vậy mà ngồi than thở là hết thời gian hết tiêu thời gian rồi. Là có 20 phút mà chỉ cần gọi hỏi ở nhà má làm sao, ba làm sao, nhà anh chị em này nọ chi làm sao, hết giờ rồi còn đâu mà kể. Còn bây giờ Facebook này nọ Messenger nó với lại bây giờ iPhone gọi là free rồi. Đúng không? Mà cho nên là khỏe rồi. Bây giờ có kể không?
Thực thì kể hết rồi. Mà bây giờ có gì á, hiện lên Facebook hết trơn rồi. Cho nên là ở nhà tụi mấy đứa cháu đó, cái nó mở cho mom hay coi gì nữa kia đó. Cho nên là khỏe luôn, bây giờ nói chuyện hàng ngày luôn. Ok, như hồi xưa là mình chọn Bắc Cali. Vậy tại sao bây giờ mình lại chọn Nam Cali? Lên Bắc Cali là cũng gần ở có 1 năm thôi. Ở 1 năm xong rồi, xong lúc đó là xong rồi đi về, xong rồi quay ngược lại về lên trên trên đây. Rồi về bên đây thì cũng vậy thôi, cũng đi làm với lại đi học vậy đó, nhưng mà gọi là kiểu biết cái này biết cái kia rồi, cũng cứng cáp rồi, biết đủ thứ trò hết trơn rồi. Cho nên gọi là kiểu cũng mọc sừng 1 năm rồi. Không ăn hiếp gì được phải không? Đó, cho nên là cũng về đây thì cũng đi làm, rồi khởi nghiệp là một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp, rồi cũng đi bưng phở bưng đồ cũng như người ta thôi. Đi làm thì cũng đạp xe đạp cũng cả tiếng đồng hồ á, rồi xong rồi chiều tối đi về đó. Nếu mà tối đi về thì không có xe, còn xe bus á, dục xe lên xe bus chạy đi về nhà đỡ được khúc nào hay khúc đó. Còn mà hết khúc nào hết xe bus thì đạp về thôi. Ôi trời ơi, đạp về chạy ngang cái nghĩa trang của trên Long Beach trên trển á. Trời đất ơi, sợ chết luôn á. Ủa anh, nhưng mà nghĩa trang bên này em thấy không có sợ mà nghĩa trang Việt Nam. Không phải tại vì nó buổi tối nó có sương mù. Nó có sương mù mà biết rồi, chạy nghĩa trang không có xe gì hết, có sương mù nó ở trước nó ra cái gì mà đâu có biết đâu. Mà đạp xe đạp nữa. Mỗi lần mày đạp là cứ là ôi trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có cho con thấy cái gì hết. Đừng có thấy cái gì hết, mà tại cái nghĩa trang nó dài, nó rộng lắm. Nên mà chạy hết cái con đường đó mà nó chạy cách cất, mình chỉ thấy được phía trước chút xíu thôi. Đó, mà nó chỗ trên trước cứ hiện ra cái gì chết quá. Hồi xưa em mới qua Mỹ em đâu có biết cái đó, em nhìn cái nghĩa trang em không biết là nghĩa trang luôn á. Nhìn giống như một bãi cỏ mà giống như là công viên vậy. Mình cứ nghĩ là công viên nhưng mà nó trong trong nó đang thùi lùi rồi, đâu có đèn gì đâu. Đó là kiểu vậy đó. Thôi bình thường nói vậy là đã sợ rồi, mà anh nói sương mù thì nó mới sợ, thì mà đạp xe đạp nữa. Đi làm về tối mà, đi làm về tối 11, 12 giờ thì đã về nhiều khi có mưa tí tách này nọ kia rồi cái sương mù nữa. Em tưởng tượng cho cảnh đó đi. Thôi em hỏi tưởng tượng đó, em yếu bóng vía lắm em. Thôi còn cần tưởng tượng tới cái đó nhưng đâu. Nhưng mà hên cái là xưa giờ không có gặp gì. Thôi đừng mong gặp anh ơi, bật ngựa. Như vậy thì anh nói qua anh đi du học phải không? Là hồi xưa mình cũng đã đi học đại học, mình đã đi làm ở Việt Nam rồi. Có công việc ổn định xong hết luôn rồi, nhưng mà mình lại chọn Mỹ để mình học lại từ đầu, để mình nâng cao cái kiến thức của mình. Như vậy thì anh cảm thấy là cái giữa cái việc học ở Việt Nam và cái ngành giáo dục ở bên Mỹ thì có khác biệt gì không? Thì nói chung là cái chuyện mà mình đưa đi tới cái chuyện du học á, là nói chung là cái duyên thôi. Cái duyên nó tới rồi xong rồi qua bên đại học thì đúng là mình học ở bên bển 12 năm rồi học 4 năm nữa. Cái giáo dục ở bên bển á là mình coi như là quen quá trời quá đất rồi. Qua bên đây hoàn toàn khác xa, không có cái gì mà giống hết trơn. Nội đi vô mà đi lên làm thét thôi là thấy nó khác rồi. Làm thét chỉ có tiếng Anh với lại toán á. Rồi vậy thôi bắt đầu vô nó sắp lớp cho mình. Đó, rồi xong rồi cái mình học mà học thì từ cách dạy giáo viên cho tới cái cách kiểu mà họ dạy như thế nào nó cũng khác, tại nó rất là thực tế. Học xong bữa trước học sau bữa sau là có bài tập rồi. Xong rồi á là vô rồi phải làm theo nhóm, làm theo team, rồi đứng thuyết trình này nọ kia. Trời ơi, lần đầu tiên đi lên thuyết trình luôn muốn chết. mà phải email cho bà giáo trước rồi nói trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi đứng thuyết trình á mà hả, không biết làm sao hết trơn á. Mà người ta không sao, mày cứ làm đi, tao cũng hiểu. Cũng có nhiều đứa nó có cái tâm lý giống vậy lắm, thì nó sợ, nó cũng không sao đâu. Thì cái gì cũng vậy trơn á, có cái đầu tiên xong mà từ từ cái đầu mình mới quen rồi, xong rồi từ từ cũng giống như người ta thôi. Nhưng lúc anh đi qua đi học là tiếng Anh của anh đã ok chưa, hay là qua đây mới bắt đầu? Mình nói chung là chắc gọi là ok đó. Rồi mình hòa đồng với lại những cái bạn ở trong lớp đó, nó có nhanh không? Tại vì em biết được ở trong Mỹ, ở lớp học ở Mỹ là nhiều màu da, nhiều sắc tộc khác nhau. Khi mà đi học như vậy có cái sự phân biệt đối xử ở đây không? Thật ra là đi vô trong trọng á, mình nói chung là giống như mình tự phân biệt mình á. Thiệt luôn á, mình tự phân biệt mình. Tại vì mình sợ, xong cái đầu có mình mới ok, hồi ta đi kiếm con Việt Nam, hồi ta đi kiếm cái thằng nào agent để ta làm quen, phải không? Là tại vì tâm lý thôi, tại vì tâm lý thôi. Nhưng mà tới thì cái mình quen thì mấy bạn bè trong chổng là agent nhiều hơn. Gì đó, Tàu có, Korean có, Nhật có, nhưng mà nhiều hơn thôi. Nhưng mà tới lúc mình làm bài tập hay làm gì mà thuyết trình đó thì phải có nhiều người nó pick với chung với nhau á, thì cũng làm chung thì tốt thôi. Nhưng mà cũng vui lắm. Có cái nào nó rành đó để cho nó làm,
để cho nó làm nó hép mình. Nhưng mà đi làm chung như vậy mình mới thấy là làm như vậy mới là tốt đó. Mà mình lúc đó là mình mới có cái giống như là mình mới tự tin, mình nói chuyện với tụi nó rồi mình chơi tụi nó mình mới tự tin. Chứ mà cứ chơi chung với mấy bạn chung với tụi nó cũng vậy, tụi nó tâm lý tụi nó cũng như vậy, thì chơi chung với nhau biết cả đám nhát hết. Có một cái câu hỏi này nó thực sự nó cũng là một cái vấn đề rất là cũ rồi, là bạo lực học đường đó. Thế nhưng ở Việt Nam thì em thấy hiện tại bạo lực học đường vẫn đang là một cái vấn nạn rất là nặng của cái việc mà đi học. Thì ở bên Mỹ á, thì lúc mà đi học như vậy, mà hơn nữa là mình đa sắc tộc như vậy á, thì anh có bị chèn ép hay là anh có bị bully gì trong trường không? Mình thì không có bị bully trong trọng, thì chắc tại hơn hay sao không biết. Nhưng mà đi vô với lại chạy thiệt ra lúc mà tiếp xúc với lại Jason á, thì cái dạng giống như cái kiểu mà vui vẻ rồi hòa đồng đó, thì hầu như chắc ghét thì không có bị ghét. Không có ghét, cái kiểu giống như cái thằng này nó vui. Thằng này nó vui thì thường thường những chỗ nào vui thì người ta cảm giác có vẻ giống như là thân thiện hơn. Cho nên là mình chơi giống như là ai chơi cũng được hết. Cho nên là không có bị, mà nhiều khi tụi nó cũng quý. Em nghĩ là chắc là do bản tính của mỗi người nữa ha. Cái cách của mình hòa hợp với lại những cái người bạn mới như thế nào. Mình nhiều lúc mình cũng tự làm đúng quen rồi. Tới nhiều khi mình chơi chung nó có cái nhiều cái mình không thích thì thôi thôi. Chứ mình không có nói gì mà nó khó nghe. Tại cái mình không thích thì chắc mình ok nó không hợp với mình thôi. Chứ nhiều khi mình tỏ thái độ này nọ kia thì người ta cũng, nhiều khi người ta cũng dạng giống như hung hăng, người ta cũng tỏ thái độ lại kiểu vậy. Nhưng mà lại cái tánh mình nó khác, cho nên là không có bị. Vậy trong cái 2 năm đầu tiên ở Mỹ đó, thì nó đem lại cho anh cái giá trị gì trong vòng 2 năm đó? Cảm giác giống như là mình trưởng thành hơn nhiều lắm. Tại vì ở bên Việt Nam á, khi mình đi ra làm thì nội kia tất cả giống như gọi là nó êm đềm lắm, nó không có cái gì mà khó khăn hết. Nhưng qua bên đây cái gì tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại ngay từ đầu hết. Cho nên 2 năm đầu tiên đó vừa học hỏi mà vừa phải làm nhiều thứ đó. Cho nên mình cảm giác giống như ồ có đủ thứ trò hết trơn á, mình phải tự nhiên cảm giác ồ nhiều thứ để mà mình học hỏi, và mình tự nhiên mình thấy mình lớn hơn nhiều. Em thấy qua đây ai cũng tự lập hết anh ha. Không tự lập cũng phải học cách tự lập nữa. Từ cho những cái bạn mà gia đình khá giả, mình gọi là con đại gia đó nha. Là em qua đây em cũng gặp những cái bạn như vậy. Qua đây rồi thấy cũng tự đi bưng bê, tự đi làm, tự lập hết. Mình thấy là cái cuộc sống ở Mỹ nó cũng giúp cho con người của mình nó được nhiều cái đúng hay rồi. Ha. Đúng rồi, hồi xưa cũng có ở chung với cái bạn ở bên bển là nó cũng dạng là công tử á. Không biết làm gì hết trơn á. Nhưng mà ủa mày công tử nhà mày ở chung với tao, tao cũng đâu có thể tao làm chung cho mày được đâu. Thì dốt cuộc cũng phải làm thôi. Cũng làm gì biết rửa chén là gì. Nhưng mà nó ăn nó không phải rửa thôi, mình đâu có rửa giùm nó được đâu, phải không? Lần hai lần thôi thì từ từ cũng biết, mình cũng phải biết làm thôi à. Cho nên mình cũng vậy thôi. Rồi hồi xưa nấu, nói chung là nấu ăn mình đâu nấu giỏi đâu. Ở từ từ, riêng bây giờ không nấu rồi ai nấu cho ăn. Cũng phải nấu, nấu từ từ. Trời, nấu cũng ngon luôn. Cuộc sống nó dạy mình thôi. Nó dạy mình thôi. Em chỉ có điều là em biết nấu xong càng ngày em nấu càng dở. Vậy. Hồi xưa chị thì nó là nấu rất là nhiều á, nhưng mà bây giờ nhiều khi công việc cái lợi nhiều, cái thời gian nó take time mình nhiều quá đi, cho nên là không có nấu nhiều. Nhưng mà cái thời dịch bữa mấy năm trước dịch á, quay trở lại nấu. Đâu trở lại nấu đâu, trời ơi. Nấu dễ ngon dễ sợ. Giống như nhiều lúc mình không có sự lựa chọn mình phải nấu anh, còn bây giờ em có sự lựa chọn á. Nhiều lúc ông xã em nấu đồ ăn ngon hơn em á, cái em cho phép em nấu dở luôn. Nhưng đó. Mà vậy là sướng. Nhưng mà vậy là sướng. Biết nhiều là cực nhiều thôi. Vậy hả? Vậy thôi dễ đòi ít biết lại ha. Như vậy thì khi nào anh mới cảm thấy là cái cuộc sống của anh nó được ổn định hơn một chút xíu khi mà anh ở Mỹ? Khi em bắt đầu ra giống như là đi làm á. Đi ra đi làm thì khoảng 2007-2008 gì đó là đi làm á, thì lúc đó mình cảm thấy ổn định, có nghĩa là tại vì mình đi làm cái mình có tiền, mình cảm thấy mình cảm giác nó mình chi trả cho cái cuộc sống đấy, cái của mình á, rồi tại vì mình tiền mình làm ra mà, cho nên mình làm mình cảm giác mình rất là tự tin. Rồi mình có xài, mình có làm gì này nọ kia, mình cũng không có ảnh hưởng tới ai. Cho nên lúc đó mình thấy là mình rất là ổn định. Mình không có nhờ vả, với lại không có cần dựa vào ai hết trơn á. Cho nên là thấy nó thoải mái. Rồi cái thời gian, cái công việc của mình sắp xếp. Rồi mình dành cái thời gian cho cái sở thích của mình nữa. Mà lúc đó cũng chưa có cái sở thích về cái Zumba này nọ kia nha. Nhìn hip hop quá trời anh. Thể thao 99% là đồ Zumba không à. Mà cái này là tại vì lúc mà đi dạy là bắt đầu là chỉ mặc những cái đồ này thôi. Bắt đầu mình qua tới Zumba ha. Yeah, qua Zumba. Như vậy đó, bây giờ nếu mà đi Zumba mới đấu đi xe đạp vậy đó phải không? Đúng rồi. Nhưng... Bây giờ mình lên đời chưa anh?
thật ra là lúc mà bỏ chiếc xe đạp là bắt đầu là lên đời rồi đó. Ồ vậy hả? Ừ. Vậy chiếc xe đầu tiên mình lên đời ở Mỹ là chiếc gì? Hồi đó chiếc xe RAV4. Chiếc xe Toyota RAV4. À ok, nó Toyota em biết, RAV4 em biết rồi, em chiếc kình đó. Chiếc xe mà có cái bánh dưới sau. Rồi, nó không có giống chiếc xe Jeep nhưng mà nó có cái bánh dưới sau giống luôn. Là lần đầu tiên á mà mình bỏ ra 100 đồng để mua chiếc xe đạp ha. Sau rồi cái bắt đầu đi làm, cái đi làm phải bỏ để dành tiền từ từ. Thì mình nghĩ là mình sẽ mua một cái chiếc xe gọi là cổ lũ sĩ gì đi để có để chạy thôi, nhưng mà phải có tiền, cũng vài ngàn chứ đâu có rẻ. Xong rồi cũng hên, cũng có đứa bạn á, cũng chơi, cũng thân với nó, nhưng mà nó mua xe mới, nhưng mà nó biết kiểu giống như mình, nó thì qua đây cũng lâu rồi, nhưng mà nó thấy cái kiểu giống như là mình cũng, cái hoàn cảnh của mình như vậy nè, thì nó bán lại cho mình, nó cũng vui lắm, nó bán gọi là tiên chất là cũng bán rẻ rồi đó. Rồi thứ hai nữa, nó rẻ nhưng mà gọi là xe của nó cũng xe tốt mà, thì cũng dù nhiều như 7-8 ngàn đi, mình đâu có đủ, mình có 2-3 ngàn thôi à, rồi xong đó. Mày trả tao cái đó trước đi rồi mày góp đó, mày góp từ từ. Mày góp từ từ đó. Ok, góp là góp bao lâu đấy, thì mày, mỗi tháng mày trả tao được bao nhiêu thì mày cứ góp đi. Đó giờ đây ok, góp thì góp. Rồi góp giống như là giữa năm vậy đó, tới cuối năm mày góp. Giống như anh có quý nhân kiểu giống như vậy. Hỗ trợ có quý nhân hay sao? Đang lúc cái gì mà nó khó khăn nó tới mà giống như mình nghĩ là không có giải quyết được, nó tự động có người xuất hiện giúp thôi. Hoặc là mình nghĩ là ô cái chuyện đó mình làm không được, không biết làm sao, để tự nhiên cái nó qua. Tại vì từ nãy giờ khi mà anh kể những cái câu chuyện ra, anh toàn thấy không người này giúp cũng người khác giúp, không người này hỗ trợ cũng người khác hỗ trợ. Như vậy thì chắc chắn là mình có những cái kỷ niệm vui thì nó cũng không có loại trừ đi những cái kỷ niệm buồn, đúng không? Tại mà ở Mỹ mười mấy năm thì em nghĩ anh cũng phải trải qua những cái gì đó mà nó gọi là cái biến cố lớn đó. Thì anh có một cái kỷ niệm nào mà nó buồn kinh khủng khiếp đối với anh khi ở Mỹ không? Buồn kinh khủng khiếp. Buồn thì cũng có nhiều thứ buồn. Tại vì trong cuộc sống mà bạn bè mình cũng có những chuyện buồn của bạn bè. Rồi đi ra ngoài đời đi làm thì cũng có nhiều cái cũng buồn. Mình buồn cái của mình, tự nhiên mình buồn cái ngửa người ta chi rồi mình đem về cho mình chi vậy? Người ta đem lại cho mình, mình thấy mình buồn. Okay. Tại ví dụ giống như đi làm thì bị người ta ăn hiếp. Đúng không? Đi làm cũng bị người ta ăn hiếp. Mà vô bị người ta ăn hiếp mà mình cũng chịu ma mới mà, ma cũ ăn hiếp ma mới mà, thì cũng nhịn chứ sao. Đó, rồi đi ra trời, bị tích kịch cũng buồn vậy chứ. Đó, cũng buồn vậy chứ. Trời, nói chung là cảnh sát, cái đồ nói chung đủ hết. Ai mở lâu rồi mấy cái này chắc cũng ai cũng có hết trơn rồi. Rồi nhưng mà thì thôi, mỗi người đều có hết trơn á. Nhưng mà mấy cái chuyện đó nó cũng không có. Jason nghĩ là cái mà lớn nhất là mình vượt qua hết cái những cái chuyện mà khó khăn của mình đó là ok rồi, còn mấy cái chuyện buồn đó ai cũng có hết, cho nên là cứ cho qua. Ok. Như vậy là anh Jason có cái cách mà mình vượt qua những cái nỗi buồn đó. Chắc có lẽ là nhiều khi Jason cứ vậy đó, cho nên nó cứ không có bị stress, không có gì trầm cảm thì nỗi kia, chứ nhiều khi có nhiều người người ta có những cái chuyện như vậy đó, cho nên tự nhiên người ta bị stress đủ thứ trò. Chứ tại ở bên Mỹ thì ai cũng feel có cái cảm giác giống vậy, đúng không? Ok, như hồi nãy giờ anh có nói đó là mình có cái cách để mình xoay chuyển cái sự buồn bã đó thành cái niềm vui tích cực. Nhưng mà em cũng tò mò muốn biết được đó là đương nhiên là ai mới qua người ta sẽ có vấp ngã. Bây giờ mình giống như là mình chia sẻ lại để cho những cái người mà mình chuẩn bị qua Mỹ, người ta có một cái bài học vậy, đúng không? Giống như anh phải qua phải vấp ngã chứ bộ á. Vấp ngã không có vấp ngã, nhưng mà bị người ta xô ngã. Xô ngã là thì đi ra đi làm bị người ta chèn ép nhiều lắm. Nhưng mà tại vì cái thời đó Jason làm gọi là làm giỏi, một mình Jason làm tới 2-3 việc lần mà người ta cứ biết là mình là không có nhận xét được á, cho nên là người ta cứ ép mình thôi. Có nhiều cái mình làm nhiều thứ lắm, ví dụ như trong cái công việc trong nhà hàng đó, mình có thể vừa làm mình nấu được luôn, mình chạy bàn được luôn, mình làm everything hết trơn á, nhưng mà lương là trả thấp hơn cho mình nhiều và ép mình đủ thứ trò hết trơn á, nhưng mà không nói được tại vì chịu thôi. Nếu mà không làm thì đâu có công việc nào làm đâu. Rồi đi giao báo cũng vậy, có nhiều cái mình đi làm hết everything hết trơn luôn, nhưng mà người ta chỉ lái chở mình thôi, người ta hứng hết mà người ta trả mình lại ít lắm. Tại sau này thì mình biết quen rồi, mình mới biết những cái đó là sẽ như thế nào đó. Mình không có nhận được cái gì hết trơn, nhưng mà mình cứ tại vì trong đầu cứ nghĩ là
nếu với cái mức đó đó mình được như vậy thì mình vừa với cái đủ của cái phần mà chi tiêu đó rồi, cho nên là thôi kệ, thôi kệ đi. Nhưng mà với cái chữ kệ đó có nghĩa là mình nhịn đó, nhịn nhiều lắm, cho nên cái buồn nhiều thứ lắm. Nhưng mà cứ nghĩ đi nha, sẽ có những cái chuyện đó xảy ra đối với những người mới đi qua đó, mình là phải có những cái chuyện đó xảy ra đối với cái cuộc sống của mình thôi. Nhưng mà mình để vô trong đầu nghĩ là mình có vượt qua, có chịu được hay không thôi. Dạ. Như vậy là cho tới thời điểm hiện tại anh nghĩ là những cái bạn mà du học sinh mà hiện tại đang sống ở Mỹ cũng đang bị cái còn bị cái đó không ta? Cũng còn đó, nhưng mà theo Jason nghĩ là hiện tại bây giờ họ mấy du học sinh bây giờ sướng hơn nhiều. Dạ. Sướng hơn thời của Jason nhiều. Tại cái là qua đây là có phone có gì đâu hết, liên lạc được hết rồi, không rồi dù đi ra đi làm này nọ, cái giờ với cái mức lương nó cũng khác hơn chút xíu. Chứ hồi xưa cái Jason là không có nói gì được hết trơn á. Không có làm gì, coi như là được thứ đó là câm như hến, không dám gì hết. Vậy đó là cái thời du học sinh á, thường thường mấy người nói là du học sinh là đi làm chui đó. Thôi làm chui. Đi làm chui rồi mình được nhận lương, mình cũng không có được công khai, rồi mình nếu mà mình làm nhiều quá thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Thì anh nghĩ làm sao về cái việc mà du học sinh đi làm chui và cái mức lương mà người ta bị chèn ép dễ sợ như vậy? Tại vì đó, xuất phát từ cái chữ chui đó. Chui đó là tại vì mình không có được đi làm và kiểu mà hợp pháp. Tại vì du học sinh đi qua nó chỉ đi học thôi, không có được đi làm. Thì nếu mình muốn kiếm được cái công chuyện đi làm á, thì đó là cái sự đồng ý giữa cả hai bên thôi, chủ với cái người đi làm. Thì người ta chịu mướn mình với cái đó mà người ta trả mình bằng tiền mặt á, thì dĩ nhiên nó phải người ta phải lời hơn chút xíu người ta mới chịu chứ, phải không? Tại trả check thì người ta còn khai thuế được, cho nên mình cũng nghĩ về cái phần của người ta chút xíu, nhưng mà nó cũng vừa thôi, ép cũng vừa thôi. Cho nên là đại khái là mình đi làm đó, đâu được lấy tiền tiếp đâu, phải không? Nhưng mà mình làm, dù mình làm trên dưới này nọ kia luôn, đủ thứ trò hết, 3-4 chớp mà mình không có, mình nhận chỉ có một cái mức lương thôi, mà mức lương nó lại thấp hơn cái mức lương người ta trả cho người ta kia rất nhiều. Đại khái giống như người ta trả người ta 5 đồng, trả mình có 2.50 đồng à. Cái thời đó trả rất là vậy thấp. Là nửa giá là còn gì nữa anh. Vậy là quá chèn rồi chứ còn đã gì nữa. Đó, buồn đó chứ, buồn nhiều lắm chứ. Nhưng trời. Mà thôi, tại em thấy cái mức lương không, nhiều lúc em cũng hiểu được một phần đó là nhà hàng người ta mở ra, người ta cũng cần phải làm ăn, người ta cũng phải lời, người ta phải khai thuế. Nếu như mà người ta trả tiền mặt cho mình, người ta cũng phải trốn thuế nữa, đúng không? Người ta phải trả tiền ít cho mình này là kia nữa. Nhưng mà giống như anh nói đó, mình chèn cũng chèn vừa vừa thôi. Tại vì nhiều lúc mình cũng người Việt với nhau, tại nếu vì, mà có sự ví dụ như mướn nhau. Cái người chạy bàn nó khác, mướn cái người chồng biết chứ sao khác, rồi mướn cái người cashier khác. Mình làm 3 việc một lúc luôn anh đó hả? Cái dạng quá bị chèn rồi nha. 2 việc một lúc luôn, nhưng mà mình chỉ lại có một lương thôi, hoặc phân nửa lương của người ta, phải quá chèn không? Quá chèn. Đó, chịu thôi. Như vậy thì anh đã trải qua hết cái đó rồi, thì em xin anh một chút xíu lời khuyên dành cho tất cả những cái bạn mà du học sinh mà đang xem cái chương trình này, cũng giống như là những cái bạn mà du học sinh sắp qua du học, để người ta có một cái kinh nghiệm về sau này khi người ta qua, thì em biết chắc là người ta còn phải đi tìm một công việc nào đó để làm, thì có một cái thủ thuật gì không? Để mình có thể vượt qua được cái sự chèn ép đó. Thủ thuật thì chắc không có thủ thuật rồi. Tại vì nếu thật ra nếu mà muốn đi ra đi làm thì phải deal với mấy cái này thôi, phải deal với chủ mấy cái này thôi, thì hên hoặc là không hên thôi. Nếu mà gặp được cái người chủ mà người ta tốt á, thì dĩ nhiên là người ta sẽ trả mình cái mức lương nó cũng ok, ngon lành chút. Còn nếu mà xui, không có kiếm được chuyện tốt mà vẫn muốn đi làm để kiếm tiền thì mình phải chịu thôi. Mình phải chịu thôi. Nhưng mà khi mà chịu được như vậy á, thì cố gắng nghĩ tích cực chút xíu. Nghĩ tích cực chút xíu thì ráng đi làm, thì từ từ công việc á nó dạy mình. Từ từ cái tánh của mình nó, từ nó cái bản lĩnh của mình từ từ nó nâng cao lên, rồi mai mốt kiếm công việc khác làm thôi, chứ bây giờ không có vấp ngã, không thể nào đứng dậy được. Nhưng mà mấy bạn cũng nhớ nha, cái này tại vì mình đi làm là mình nhận tiền mặt, cho nên đó là một cái công việc là coi như là bất hợp pháp. Thì vẫn nhớ cái điều đó. Thì nếu mà ai mà nhận du học sinh đi làm thì dĩ nhiên người ta cũng phải có nhiều thứ người ta cũng lo rồi chứ. Cho nên mình đi làm như vậy là có nghĩa là bất hợp pháp, du học sinh không có được đi làm. Cho nên là cũng nhớ cái điều đó. Mình chỉ nhớ về bên mình thôi là nó khác, nhưng mà về cái bên của phần của người ta nữa chứ. Cho nên là cái gì nó cũng phải có một cái mức độ nó vừa vừa thôi. Nói chung là cân bằng, thấy không? Chứ mình quá cũng không được mà người ta quá cũng không được. Cho nên là tập cái tánh nó đầm lên chút, điểm chút xíu. Tại vì nếu mà mình ào ào quá, mình không chịu thì ok, không chịu, người ta không mướn thôi, dám chịu, không chịu sao vậy?
Thôi bây giờ mình quay về lại cái thời buổi hiện tại này, cái thời điểm hiện tại. Em được biết anh qua Zumba. Và em cũng được biết là rất là nhiều người, nhất là cộng đồng của người Việt Nam mình tại hải ngoại á, là cũng biết anh qua cái chức danh là thầy dạy Zumba. Mà trước đó anh nói là làm medical phải không? Nhưng mà em lại không biết anh làm medical mà em lại biết anh là thầy Zumba. Không ai biết làm cái đó hết trơn. Họ cứ nghĩ là cái đó là công việc của Jason làm, là giống như là dạy luôn, từ sáng tới chiều luôn đó. Em cũng nghĩ vậy. Như vậy cái cơ duyên nào đem anh tới với Zumba? Lại một chữ duyên nữa. Đó là chữ duyên nữa đó. Là đi gym với bạn thôi. Thì nhỏ bạn nó mới, nó nói, mày chở tao tới lớp Zumba giùm đi. Rồi không thì cũng đi chung cái hệ thống gym 24 đó. Rồi cũng tới, tao nói mày nhảy Zumba thì tao tập gym của tao bình thường thôi. Cái vô nói, mày vô lớp với tao cho nó vui đi. Ok, đi vui thì vui thôi, cũng ham vui mà. Thấy tao cũng lần lần vô nhảy thì đi vô. Rồi đi vô nhảy thì cái ngày đầu tiên vô á, là đứng tuốt ở dưới góc phòng á. Đâu biết gì đâu. Bảo quên đây, mình quên đây. Cái bà đi bên trái, mình đi bên phải. Mình đâu có biết theo đâu. Cái đi cái ngày đầu tiên vậy, cái đi vậy nó, hey, tao không đi nữa đâu. Hỏi sao, trời ơi, nhìn những kỳ quá à, tao đi không được. Cái nó thì mày chở tao tới chơi thôi, rồi mày không thích thì mày vô thôi. Nhưng mà tao nói rồi, đi nó vui lắm, đi từ từ, cái tự nhiên thích à. Cái rồi cũng nghe lời nó đi ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi bắt đầu từ từ cái khoảng chừng tháng hay tháng sau cũng quen hết trơn, là bắt đầu nhích lên đi quen, rồi bắt đầu thấy thích rồi đó, bắt đầu nhích lên rồi bắt đầu có 6-7 tháng sau là lên trên trước đứng luôn lên trước đứng luôn. Thì cái mình đi dạy xong rồi, tại vì là mình biết là cái thời mà là học viên á, mình có cái cảm giác đó, cho nên là biết nhảy rồi á là không muốn đứng dưới sao. Tại khi đứng dưới sao nhìn lên nó bị người khác che, đúng không? Bị người khác che, với là mình không có nhìn thấy được cái instructor trước là cái người mà người ta hướng dẫn mình á là sao, quơ làm sao. Cái với lại mà tập như vậy nó không có tập hết được cái energy của mình đó. Cho nên là khi biết nhảy rồi cái lên đứng trước à, đứng trước là đứng trên đầu luôn. Anh kêu là lúc đầu anh không biết quơ làm sao, bây giờ biết quơ nha. Trời ơi, bây giờ là quên nhuyễn luôn. Bây giờ là quên nhuyễn luôn. Đó, rồi xong cái bắt đầu mình nhảy được thì bắt đầu mình nhảy cái dưới mấy cái người mình instructor đó, mình nhảy chung cái họ thích, cái cũng quen cái này người kia, mà cái thời đó là thích rồi á, đi tứ xứ luôn. Đi tứ xứ luôn, là cái là đi hết mấy cái gym của khu dưới đây luôn. Cứ chỗ nào thấy cái lịch mà có Zumba là đi, có Zumba là đi. Tại vì mình đi mình coi là tại mỗi người người ta dạy có cái style riêng. Rồi mỗi người dạy cái nhạc nó riêng. Rồi cứ mình đi, mình thích mà, mình vô mình coi, mình lượm lặt chút xíu. Rồi cái người mà mình quen biết nhất á, cái cô đó cổ mới nói là mày đi lấy bằng đi, mày đi lấy bằng Zumba đi, xong rồi mai mốt có gì mày ra mày dạy thế giùm tao. Tại vì nhiều khi là có những cái lúc mà mình ta cũng bận rộn đó, nhưng mà người ta lại thích mấy cái người mà giống như quen biết là người ta dạy giùm để cho học viên người ta mới thích hơn đó. Thì cái đó ok, mình nghĩ cái thời đó mình nghĩ là lấy cái bằng ra để mà làm instructor mà dạy vậy, để mình được free cái membership, cứ nghĩ vậy thôi, free cái membership ở trong gym á. Đó, mình khỏi tốn tiền, cứ vậy thôi, không có lấy bằng ra cái trong 24 nó cần, cái mình cũng apply vô là làm audition, cái bắt đầu họ tuyển rồi ra dạy luôn. Đó, thì lúc đầu là mình chỉ đi tập thôi. Lúc đầu đi tập là học viên bình thường thôi, cái nhảy từ từ gần cả năm hơn á, cái nhảy quen cái với lại cộng với cái mình thích nữa, cho nên nó mau hơn. Mình không thích thì nó khác à, nhưng mình thích cái nó mau hơn. Rồi cái cũng có cái nữa là cái khi thích cái đi nhiều chỗ, nhiều nơi, cái biết được nhiều người á, cái mình lượm lặt nhiều thứ, mỗi cái một chút bỏ vô mình thành cái style riêng của mình. Lúc mà đi ra mà dạy đó thì những người mà hồi xưa họ đi chung với mình á là thành giờ là thành học viên của mình. Cho nên là gọi là giống như là Zumba family vậy đó. Family hết luôn rồi đó. Như vậy bây giờ là cái lớp Zumba của anh đó, là em thấy lúc thì nhảy ngoài trời, lúc thì thấy ở trong cái phòng, phải không, phòng tập phải không? Thì cái lớp của anh hiện tại là hoạt động như thế nào? Trước cái mùa dịch á là coi như là không có cái lớp ở ngoài park đâu. Tại vì chỉ vô trong gym, rồi cái lịch của mình trong gym dạy vậy thì họ tới họ tập thôi. Nếu mà ai có member thì họ tới họ tập thôi. Rồi họ như thích thì họ follow mình. Thì chỉ còn Jason thì đi làm xong về là 6-7 giờ đó, 7:30 có lớp là chạy tới thôi. Chạy tới là dạy. Sau cái gym đóng cửa là tại vì bị dịch á,
cái đóng cửa hết rồi, cái những người mình ta follow mình đó, người ta thích mình đó, cái họ nói là thôi bây giờ tập đi, ở nhà ăn với ngủ không, rồi bây giờ là mở nhiều quá xô xề ra quá rồi chị không nói. Mà tại vì nhiều khi cái tập thể dục á, tập quen cái mình không tập, cái họ cũng cảm giác họ không có thích, họ cái thiếu thiếu vậy đó, cái rồi cái thành ra ngoài park dạy. Lúc nãy anh có nói là mình cũng phải lấy cái bằng mình dạy yoga Zumba nữa anh. Đúng rồi, nó phải require mình có cái bằng. Anh thấy bên Mỹ cái gì làm cái gì cũng phải có bằng, cái gì cũng có bằng mà không dạy cho nó an toàn. Đúng rồi, nó require mình đi lấy thôi. Dễ lắm, tại vì lấy là một chuyện, nhưng mà đi ra dạy thì không là của mình thôi, tại vì tất cả từ trên xuống dưới bài hát dù là mình làm hết đó vậy đó. Rồi đi ra ngoài phát dạy thì ra ngoài dạy cái cũng còn dịch á, cho nên là cứ dạy xong cái họ cứ request là thôi dạy đi đừng có bỏ. Rồi khi mình dạy vậy cái người ta, người này truyền miệng người kia, rồi cái anh chị em cô bác và bạn bè hàng xóm, rồi bồ bịch người yêu kéo nhau ra kéo nhau ra, cái mà cái từ từ cái mà vui lắm, cái tại vì Jason hay giỡn nên nói ở nhà có nhiêu kéo ra hết ra đây, rồi bồ cũ bạn trai cũ kéo hết ra đây vui vậy, cho nên họ mới ra. Thì cứ mỗi một cái chủ nhật vậy là một cái chủ đề riêng. Chủ đề này chủ đề kia thì thực ra nhảy là một chuyện, nhưng mà những cái đó nó làm cho người ta nó hào hứng hơn nhiều, không cái ai nghe nó nhảy Zumba với áo bà ba không à, thì đó em thấy có một cái gì đó rất là khác biệt giữa cái lớp Zumba của anh á, cho nên là em thấy mọi người share trên cái group này nọ rất là nhiều, và biết anh, em biết tới anh là cũng có nhờ mà mọi người share trên đó rất là nhiều, và thấy rủ nhau đi tập rất là đông. Mà trước đó thì người ta chỉ nghĩ là đi tập gym thôi, chứ người ta cũng không nghĩ là tập Zumba. Nhưng mà em thấy Zumba nó cũng nhiều năng lượng ha. Tại vì ở trong cộng đồng Việt Nam mình, cái môn này nó không có gọi là phổ biến cho lắm. Mà lúc ở Tây Sơn đi học đó, đi học đi giống như là học viên của người ta đó, thì trong lớp chắc ngay khu Việt Nam của mình đi cũng có một vài người Việt Nam mà. Tại vì nó cộng đồng Mỹ nó nhiều hơn, với lại Mỹ người ta quen với cái này rồi, cho nên lúc mà chị thành ra mà dạy đó là gọi là giống như người thầy dạy Zumba đầu tiên mà Việt Nam Mỹ ở đây nè. Cái lúc ra park dạy cho mình nghĩ là làm cái gì đó đang cho giống như cộng đồng mình nó biết về cái môn này nhiều hơn. Tại vì nhảy mà trong cái ballroom bình thường thì người ta nhảy quen nó, nhưng mà cái môn này là cái môn khác, nhảy mà fitness, cho nên là nó hoàn toàn khác với cái kia mà Việt Nam mình lại mắc cỡ. Nó mắc cỡ cho nên là mình phải làm gọi là nhiều cái rùm beng xôn tụ đồ lên thì người ta mới biết, người ta không có sợ, rồi người ta không có ngại á, rồi người ta mới đi nhiều. Mà thực ra bây giờ thì nhiều người cũng biết rồi. Không à, lúc nãy quý vị, nếu mà quý vị để ý là anh Jason anh có nói là cái lớp học của anh Zumba là người yêu cũ vậy, là cái gì đó lôi ra hết như vậy ha. Thì em thấy anh rất là vui tính luôn á. Mà lúc nãy anh chia sẻ với em là lúc mà anh đi Việt Nam qua là anh chưa có người yêu, chưa có ai bình trịnh níu kéo anh hết, còn bây giờ anh cái tính tình anh vui vẻ hoặc bác anh vậy quá rồi, bây giờ mình có người yêu chưa? Tại cái nghiệp thôi nữa, cái gì vậy? Chắc tại nghiệp chắc tại nghiệp cũng chưa có luôn. Ủa sao vậy ta, một người rất là vui vẻ tích cực rồi á hả, luôn mang niềm vui cho tao mọi người, mà bây giờ chắc anh kén chọn quá phải không? Vậy thôi giờ mình quảng cáo đi, quảng cáo chút xíu đi, cảm ơn nhà quảng cáo đi. Bây giờ anh, mọi người ơi, bây giờ mọi người đang xem cái chương trình này, là duyên quảng cáo gã luôn anh Jason. Em chơi Jason đẹp trai vui tính, rồi thầy dạy Zumba nè, anh khâm cao không anh? Zumba em hỏi anh thật cao. Ra là cái nghề chính nó mới nuôi cái passion của Jason thôi. Chứ thật ra đi ra là đi dạy á là chỉ là cái niềm đam mê của mình thôi, chứ nó không có gọi là đủ tiền mua sữa cho hai đứa nhỏ. Ồ dạ, ủa anh có con rồi hả? Hai con chó. Ok. Người yêu không có nhưng mà chó phải chó con, có hai con, bây giờ có hai con luôn đó. Nó ở nhà có hai đứa, cái kêu đó là hai đứa con gái rượu của Jason đó. Okay, mọi người ơi, mọi người ai mà bây giờ nè độc thân nè, vui tính nè, rồi thầy dạy Zumba bây giờ mê ai thân hình kiểu vậy, về mình cho thầy tập luôn, rồi về giữ luôn, có con sẵn luôn rồi cần người chăm lời. Sóc nha lời. Quá lời luôn rồi. Bây giờ nếu mà em rao gã dạy mà có người ân, có ân không thì thôi cái phần đó inbox đi ha. Email inbox riêng hả? Inbox riêng đi ha. Quen Jason là dễ thôi, nhưng mà cái cần thiết là lúc mà Jason đi ra Zumba đó đi theo vậy thôi. Thế thì bây giờ tự nhiên sở thích của tôi là đi ra Zumba vậy, mà ở nhà cứ ăn với ngủ không rồi không được.
Cái này quá đơn giản quý vị. Bây giờ Ưng ra nhảy Zumba giùm với ảnh, chung với ảnh thôi là đủ vui. Vậy chứ có nhiều người, người ta không có thích. Người ta thích cái người, có người sẽ thích, người ta không có muốn đi như vậy. Đâu biết được đâu. Tại cái dạng có nhiều người ta ác đi, có nhiều người ta không ác đi. Làm quen ở trên sàn dễ lắm, thì chỉ có có cùng sở thích là nhảy Zumba thì đi ra nhảy Zumba với Jason, theo Jason luôn. Dễ lắm, có Facebook rồi có phone, ở trên Facebook có Jason đó, dạ trên chợ có luôn. Rồi muốn liên lạc riêng rồi inbox rồi vô vậy đó, rồi cái inbox đó thoải mái. Rồi còn chuyện tới đâu nữa, ok để Zumba lo. Bây giờ em có một cái câu hỏi này nó rất là sâu kín đó. Sâu kín và sâu lắng luôn. Sâu lắng, sâu kín luôn. Là cái cuộc đời của mình á, nó có rất là nhiều cái sự may mắn, có quý nhân hỗ trợ đó, rồi có những cái niềm vui trong cuộc sống như vậy, thì có cái điều gì mà làm cho anh nuối tiếc nhất trong những năm vừa qua không? Thì hồi xưa tới giờ là nói chung đi qua đây lâu rồi chứ về Việt Nam có một lần về Việt Nam có một lần thôi, cho nên là cứ nghĩ là thôi kỳ này sau hết dịch này nọ kia chắc phải về thăm mẹ nhiều hơn, tại vì không hiểu sao Jason lại không thích về Việt Nam. Không thích về Việt Nam. Vậy tại sao không bảo lãnh mẹ qua đây luôn? Lúc mà bảo lãnh thì mẹ chưa chịu đi, là tại vì cháu còn nhỏ, tụi nó đeo nhiều lắm, cho nên mẹ nói thôi để nó lớn rồi đi, rồi cứ ngày qua tháng lại cứ tới rồi, cho nên là không có qua. Rồi Jason cũng cứ bận biểu vậy nè thì cũng không có về, mà tại vì bây giờ nói chuyện mỗi ngày rồi, cho nên là không có kiểu mà giống như là giống như hồi xưa, cho nên cảm giác nó gần gũi nhiều hơn. Nhưng mà cứ nghĩ là qua đây bao nhiêu năm mà đi về có một lần à, về Việt Nam có một lần thôi, cho nên nghĩ là chắc phải về thăm mẹ thường xuyên nhiều hơn, rồi sẽ bảo lãnh qua cho nó cho mau. Kỳ này không đi cũng phải bắt đi. không đi cũng phải bắt đi, chứ bây giờ ở bên đây một mình cũng buồn. Nhưng là cái điều mà anh Jason cảm thấy là hối tiếc nhất là mình chưa có bảo lãnh mẹ qua đây được, và mình chưa không có sắp xếp thời gian được nhiều cho gia đình, nhất là mẹ của mình. Cũng không phải là mình không bảo lãnh được, mà mình bảo lãnh lúc đó cái không đi, rồi bây giờ cái mình muốn đi nữa cũng không được. Tại vì hiện tại bây giờ nó đủ thứ chuyện đó, dịch đó, cho nên nó nhiều thứ, cái tự nhiên mình cảm giác ồ tại sao lúc trước mình không làm. Thế đó là chúng làm chưa đúng thời điểm. Chưa đúng thời điểm. Bây giờ thì có một chút xíu là từ nãy giờ là mình cũng đã trò chuyện với Jason, mà mình biết rất là nhiều cái điều mà vui cũng như là những cái kinh nghiệm sống và những cái buồn vui của anh ở nước Mỹ rồi. Thì bây giờ em xin phép anh Jason mình được gửi một lời chào hoặc là một lời chia sẻ tới tất cả quý vị khán giả mình đang xem chương trình. Nói chung là không biết nói cái gì đây, thông điệp gì thì cũng không biết. Nhưng mà đối với mấy các bạn trẻ, mấy các bạn mà dự định muốn qua, những các bạn đang sống và làm việc ở đây, đại khái gặp có những cái gút mắt, những cái điều thất bại ở trong cuộc sống đó, thì Jason nghĩ là cứ vui vẻ và làm những cái gì mà mình theo cái sở thích của mình thích á, thì tự nhiên cái cuộc sống nó sẽ mang tới cho mình những cái điều thú vị. Đối với bản thân của Jason giống như vậy đó, cứ vui vẻ, không có suy nghĩ tiêu cực, tự nhiên cái cuộc sống mình nó sẽ mang tới những cái điều rất là thú vị mà mình không có ngờ được luôn. Nó coi như là một cái bức tranh vậy đó, qua tới như vậy đó. Thì mọi người hãy vui vẻ và sống với những cái điều mà mình yêu thích ha. Rồi cuộc sống này sạch. Mình có câu slogan phải không anh? Câu slogan. Slogan Jason chỉ có câu slogan của Zumba thôi. Nhưng mà Zumba nếu mà nó đem lại cái thông điệp tích cực thì mình cũng nên share cho em cũng biết cái slogan đó nha. Mình nghĩ là Zumba của Jason sẽ nói là chả lo gì, chỉ lo già, nào cùng nhau Zumba. Thiếu nhà, ố là la cha cha cha. Ố là la cha cha cha. Cũng đầu có đó. Thôi đúng không anh? Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tới với vòng quay may mắn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến vòng quay may mắn. Xin mời anh Jason mình thử vận may của mình nè. Có cái này nữa ha. Vui nha. Rồi để coi 2 3. Lucky charm. Rồi xin chúc mừng anh.
Rồi, xin chúc mừng anh đã được một cái lucky charm. Đây là một cái vòng, một cái lắc cổ của mèo mà con mèo tượng trưng cho sự may mắn. Bây giờ xin mời anh chọn cái vòng của mình nha. Rồi, để coi là... màu gì đây? Màu này đi, màu này đi, đây nè. Đây còn là hồng thủy đó. Đó, dễ thương quá quý vị ơi đó. Trời cái tiếng tiếng đó nè. Thôi mình bỏ trong cái móc chìa khóa cũng dễ thương để mình nhớ tới chương trình. Và đây là một cái chiếc cúp nhỏ nhỏ xinh xinh của chương trình Tonight to Your Life. Thì cũng cảm ơn anh Jason ngày hôm nay mình đã bỏ một chút thời gian tới đây để mình chia sẻ cái câu chuyện của mình cho tất cả quý vị được biết. Và cũng cảm ơn anh và chúc anh luôn vui vẻ cho cuộc sống nha. Rồi, chúc luôn cũng vậy nha. Dạ, thank you anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.